Hôm nay rèm màn Sơn Nhi lại giới thiệu đến cả nhà một mẫu rèm đang hot nhất trên thị trường hiện nay, đó là rèm cản nắng cản sáng với tông màu xám. Tông màu xám thì luôn luôn được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Đây cả nhà mình, hôm nay Sơn Nhi đã thi công xong cho khách rèm cản nắng cản sáng một tông màu xám kết hợp với chất von màu trắng, nhìn ở ngoài vô cùng sang chảnh và đẹp luôn. Quý khách hàng có nhu cầu về rèm đẹp, rèm sang xin hãy gọi cho Sơn Nhi số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Sản phẩm hôm nay Sơn Nhi quay là đã hoàn thiện tại nhà khách hàng luôn nha. Giá thành bên Sơn Nhi thì thấp hơn các đơn vị khác. Tuy rằng làm thấp hơn nhưng mà làm xong được khách khen đẹp nè, khách hài lòng thì Sơn Nhi vô cùng sung sướng luôn. Trước mắt mình đây là cái rèm cầu vồng 2 lớp. Rèm cầu vồng 2 lớp bên Sơn Nhi cung cấp cũng đã thi công xong cho khách rồi. Đây là rèm 2 lớp với tông màu xám kết hợp với cái von màu trắng, nó rất là đẹp. Nhìn đẹp lắm đúng không cả nhà? Rất đẹp, rất sang chảnh. Đặc biệt bên Sơn Nhi thi công nhanh gọn lẹ này, đội ngũ nhân viên may thì đẹp sắc nét nè. Quý khách hàng có nhu cầu ủng hộ cho Sơn Nhi xin hãy gọi số điện thoại 0989266772.